Thì ông Tổng thống Thiệu thì như mọi người đã biết nhiều quá nhiều rồi, thì ông là một cái người có một cái đặc biệt hơn những người khác là ông rất vui tính, ông nói chuyện tiếu lâm rất là hay. Và tôi cũng đã đọc sách, tôi biết những người nói chuyện tiếu lâm hay là có cái bộ óc bén nhạy, thành ra nói chuyện với ông ấy dễ nói lắm. Ông ấy không, tôi không có bao giờ đứng trước mặt ông Tổng thống Thiệu, tôi có cái mặc cảm, tôi là một người phụ thuộc ông ấy hay là tôi lo sợ ông ấy giận dữ hay cái gì, thành tôi làm một cách thoải mái lắm. Đó, thì nhưng mà còn những cái chuyện mà quốc gia đại sự thì cái tầm nhận xét của tôi thì không biết là có thể thỏa mãn với những cái chị anh mọi người Nhưng xét mà đoán không, thì bác cứ nhưng nói. mà tôi chỉ cho rằng ông nó có thể nói ở cái giai đoạn đó, ở cái tình trạng đó thì là một cái giải pháp tốt, tốt nhất cho chúng ta. Tôi chỉ nghĩ vậy thôi, chứ nếu mà không phải ông Tổng thống Thiệu, có thể ông Tổng thống khác không biết có tốt hay không hay không, nhưng mà tôi nghĩ là cũng khó lắm. Đó Như vậy theo ý bác là ông Tổng thống Thiệu đã hoàn thành cái trách nhiệm của quốc dân đã giao phó cho ông. cái đó là cái nhận định của chung của mọi người, thì như thế nào thì tôi không biết, nhưng đối riêng với cá nhân tôi là một người ở trong đó thì tôi không có thể là khen phò mã áo đẹp được, phải không ạ? Thì tất nhiên tôi cũng chỉ biết rằng ông là một người đối với thuộc cấp rất tốt, đối với mọi người rất lo lắng tận tâm. Còn thì cái chuyện ông có làm được hay không thì hoàn cảnh lịch sử và lịch sử sau này phán đoán, chứ còn tôi không có thể nói rằng ông đã hoàn thành hay là xiêm khuyết. Nhưng mà có thể nói chung rằng nếu mà đã hoàn thành, tất nhiên chúng ta phải thắng, chúng ta không có ngày hôm nay. Thực tình là báo chí và tất cả dư luận trong ngoài nước đã nói nhiều đến Tổng thống Thiệu. Với cấp của tôi, thực tình tôi không thể nào có nhận xét gì với tướng Thiệu và Tổng thống Thiệu. Nhưng mà chỉ có điều tôi cũng hơi suy nghĩ, với cấp bậc trung tướng trong quân đội mà ông để xảy ra cái trận rút lui trong một quân đoàn mà chỉ trong vòng 3-4 ngày, lệnh và thi hành ngay, thì tôi nghĩ rằng không có thể một ông tướng nào có thể thi hành nổi. Nguyên cái chuyện rút một tiểu đoàn thôi cũng đã phải mất 4-5 tiếng đồng hồ chuẩn bị rồi thế này thế kia mới rút được. Một sư đoàn cũng phải mất cả hàng tuần lễ để nghiên cứu mà chưa chắc đã làm kịp. Nói chi tới một quân đoàn cộng thêm tất cả các dân chúng địa phương. Nó còn cái ngoài cái về quân sự ra, nó còn về dân sự, là một cái vùng hành chánh như vậy không thể nào làm được. Mà không biết tại sao Tổng thống Thiệu có bị áp lực gì thì tôi không biết, mà ông ra lệnh làm như vậy thì tôi cũng hơi suy nghĩ. Tôi tránh là về cái mà tôi lâu rồi, có lẽ cái này tôi không muốn nói ra public, bởi vì lâu rồi tôi nhớ có một cái bức chương họ quảng cáo này, hầu như boycott ông Thiệu, thì tôi lại chống cái vụ đó. Tôi nói tôi là một sĩ quan, tôi chỉ làm nhiệm vụ của một sĩ quan. Còn ông Nguyễn Văn Thiệu, ngoài ra ông là một người tổng thống, ông là một trung tướng trong quân đội, không bao giờ có cái quyền mà cái một người sĩ quan cấp dưới đi boycott một sĩ người quan cấp trên đó. Điều đó là tôi không đồng ý, nên cái đó cũng có thể làm mất lòng một số người. Tôi không có cái chuyện là tôi chống lại thượng cấp, quân đội là kỷ luật thi hành trước thì hoài lại sau. Còn tổng thống Nguyễn Văn Thiệu hay trung tướng Nguyễn Văn Thiệu của quân lực Việt Nam Cộng Hòa làm tốt làm xấu đã có lịch sử phê phán. Can I be your superhero?
câu trả lời của tôi thì có thể là tôi nói cái đó quan niệm cá nhân của tôi thôi. Có người không có đồng ý. Nếu mà ông Thiệu mà còn sống á, hay là chết á, điều thì có nếu. Người ta nói ông còn sống sao ông lại bỏ chạy? Nó không phải vậy. Nó tại sao lúc đó ông chết đi để làm anh hùng? Cũng không phải vậy. Phải ở trong cái hoàn cảnh của ổng mình mới biết ổng cái quyết định ổng như thế nào. Nếu đặt trường hợp là chúng ta đi, một cái đầu óc nhỏ bé, chúng ta rất là khó giải quyết được cái chuyện đó. Tại vì những cái gì mà tối thượng nhất á, là không ở trong cái bàn tay. Trong giai đoạn sau khi cách mạng mùng 1 tháng 11 năm 1963 thì tướng Thiệu đã tỏ ra rất bình tĩnh và khôn khéo. Lúc đó tướng Thiệu mới biểu thị rõ tất cả những cái khả năng của mình để mà phục vụ đất nước. Ông đã hăng say hoạt động, tích cực hoạt động và tỏ ra là người có tài lãnh đạo và là một tướng lãnh khôn ngoan và rất rất được lòng mọi người. Trong giai đoạn đầu thì Tổng thống Thiệu được mọi người kính nể và yêu mến. Tuy nhiên đến giai đoạn sau này thì hầu như ít ai muốn gần tướng Thiệu, hay là tướng Thiệu không cho để gần. Và Tổng thống Thiệu đã thường có những quyết định đơn độc một mình.